chào cả nhà. Cửa hàng mong mới bún chả Hà Nội. Để coi thử thành phố Hồ Chí Minh bán ngon không. Bún chả Obama. Ở đây nè, có hình Obama chú này. À. À. Hôm nay tại quận Gò Vấp. Ở đây Gò Vấp nha chú. Ở đây khu này gọi là khu Khang Gia, quận Gò Vấp. Hai chú cháu làm hai suất. Nè ăn sao đâu, tao không biết đâu anh. Chú đang quả quất đi, đang quất vô. Rồi lấy cái chén đó bỏ bún vô này chan cho nó ăn lên. Đây này, chan vô này, quất này. Rồi bỏ xay rồi, em bỏ xay chú rồi. Nặng cái đây hả? Dạ nặng cái đó. Cái chua đó. Rồi chú bỏ bún vô. Rồi bỏ rau vô đây này thì chan được sang. Đó, rồi bỏ mấy miếng rau. Bỏ rau vô, đó, bỏ rau vô đó. Đấy. Không biết ăn. Ăn rồi nhưng mà quên. Không phải là quên nhưng mà có điều ăn này bên ngoài Hà Nội cũng mấy năm rồi. Rồi có cái muỗng đây chú Trang đi qua Trang cái thịt ấy qua. Không có nước mắm chú ạ, cái nước vừa đủ ăn rồi. Đây này, mẹ ơi. À, có nước mắm luôn hả? Cũng không cần thiết đâu vì cũng đủ à, ngon rồi. Không biết. À, mọi người. À. Bún chả Hà Nội nhé. Bún chả. Bún chả Hà Nội. Lạ miệng. Ngon. Ngon phải không? À, mình là người Việt Nam chú, mình ăn các món Việt Nam, văn hóa ẩm thực ở Việt Nam phong phú. Chú cháu mình ăn từ nhỏ đến lớn ăn nhiều món ở Việt Nam. Nhờ cái ẩm thực này mà ta đi khắp hành tinh, đi đâu cũng nhớ về Hà Nội, đi đâu cũng nhớ về Việt Nam. Tình yêu của con người Việt Nam là đi từ bộ tử lên mà. Đúng không? Không có ăn là ta không có yêu. Cho nên là muốn yêu một cô gái nào ở Việt Nam thì cứ đánh vào bộ tử đúng không? Vô tử là cho ăn ngon là ta yêu. Ăn ngon yêu hả? Rõ ràng như vậy. Ở đây làm thức ăn rất ngon chú này. Thì con coi quay cho mọi người thấy là ở đây có thịt nướng này, có cái miếng thịt nướng xay ra nướng chả như đây rất là ngon. Thịt nước dùng cũng dễ ăn chú ha, ngon ha. Đây là thịt nướng này. Đấy thịt nướng đấy. Đó. Đây là cục thịt này kẹp rau vô, kẹp bún vô. Rất là ngon. Đặc biệt là cái không khí phục vụ của chúng ta. Không khí phục vụ rất là ân cần, sạch sẽ, nhiệt tình. Đấy, quay cho mọi người thấy các cô gái Việt Nam. Bởi vậy ta ở ngay ta về đây ta chưa hề bị bệnh là cái gì, chưa hề uống viên thuốc. Đâu uống thuốc gì đâu, đâu có sợi đâu. Để đánh tan cái sự mà thức ăn nhiễm độc cờ đại kháng tùm lum tùm la mấy cái bọn xấu anh hay nói. Dạ. Để nó nói Việt Nam mình là ăn thật sự là đây rất là sạch sẽ mà từ xưa giờ. Bây giờ hầu như các hàng quán của Việt Nam mình đều sạch sẽ ra. Dạ. Thậm chí nhiều khi tao không cúng là cái gì đó tao mang bao tay vào nữa. Dạ. Cách đây mấy chục năm về trước thì không có chuyện đó nhưng bây giờ họ rất là sạch sẽ. Nói chung là kinh tế phát triển thì ý thức người dân cũng nâng cao. Rồi cho nên cái yêu cầu mỗi ngày phục vụ phải tốt hơn, sạch sẽ hơn, tiêm tân hơn, nhẹ nhàng hơn. Nó có một cái này là lạ lắm, cách đây mấy năm rồi. Hồi xưa cái văn hóa xếp hàng với cái sản phẩm cứ văn hóa mà vào cửa hàng họ chào cũng có, không có chào. Nhưng mà những lúc gần đây, cách đây 3-4 năm trước, bắt đầu ta đi về Việt Nam thì tôi thấy là khi mỗi lần mà mở cửa hàng, ví dụ như là FPT hoặc là điện thoại gì đó, đại khái là gì
thế giới di động ở khác thì mở cửa ra là nhân viên đó họ chào mình hoặc là họ mời vào rất lịch sự. Yeah. Mà hồi xưa thì không bao giờ có chuyện đó, cách đây khoảng chừng chục năm mình mới có chuyện đó. Đó bây giờ có đầy đủ, càng ngày con người ta văn minh hơn, lịch sự hơn. Cái phần ăn này nó rất rẻ tiền chú ạ. Ở Việt Nam phần này 40.000 là 44 mấy ngàn thôi. Ở đây phần thường là 45.000, 45.000 phần thường. Mà ăn có phở không? Mà ăn không hết đâu, no phần này nhiều lắm. Nhiều lắm. Rau này. Nhiều lắm. Ớt này. Có tỏi chua, tỏi cay, chua cay này, tỏi xay này. Có đồ đầy đủ luôn. Đấy. Chú biết không? Có nhiều cái này này mình ai cũng quý chú, là chú đi mấy chục năm đi xa quê nhưng mà chứ một lần chú chê hay chê bai hay là trách móc hay là nói xấu gì quê hương, luôn luôn đùm bọc yêu thương, cái gì xã hội mà cũng có cái chứ hoàn thiện. Chứ hoàn thiện thì có thể là mình làm gương cho người ta thực hiện hoàn thiện chứ, hoặc là mình có thể góp ý nhưng mà mình làm gương để mọi người noi theo là cái tốt nhất, đúng không? Như tự nhiên cái cứ khi nào cứ lôi Mỹ ra mà có nhiều người á, có nhiều người là họ cứ luôn luôn chỉ trích đất nước, chỉ trích con người Việt Nam mà bản chất họ cũng không tiến lên được. Cái nữa là họ sống ở nước ngoài chú biết không, mà họ cũng dùng cái ẩm thực Việt Nam để kinh doanh, để sống hàng ngày. Có nhiều người ra bên nước ngoài cũng bán bún nướng này, cũng bán cơm tấm, cũng bán phở, tức là dùng cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam để kinh doanh, để làm giàu, nuôi sống bản thân nữa, nuôi sống gia đình. Mà suốt ngày mở mồm ra cứ là thế này Việt Nam, thế này Việt Nam, thế kia, mà chính mà hàng ngày đang nuôi sống bản thân. Trong cái sự tiên đoán á, báo chí lúc này gần mới vừa nổ lên thì Joe Biden tổng thống Mỹ sẽ trở qua miền Nam, thăm miền Nam. Dạ. Và có thể là nâng tầm quan hệ chiến lược hay vậy. Dạ. Thì lúc đó thì là bàn giao giữa hai nước càng thêm cắt căng hơn, và cái sự mà coi như di lý những tội phạm giữa hai bên đó nó sẽ có hy vọng là sẽ được đạt được như vậy. Là bởi vì sao, mấy là hạng bậy nói bà mày làm chuyện mà tào lao mới lao tội phạm bên đi nào mà chạy trốn qua bên đó là di lý gì hết vậy tao. Dạ. Rõ ràng vậy. Thì vừa rồi con cũng xem thông tin trên YouTube á, thôi là nói là quan nâng này nâng kia. Nhưng mà tụi con là thường thường là đọc báo chính thống. Tụi con chỉ nghe vào báo chính thống của Đảng, rồi báo Đảng thôi, báo Nhân dân thôi. Chứ còn là những cái thông tin khác là dự đoán của thằng này thằng kia. Ở Việt Nam thì con hay nói câu là chính phủ và nhà nước có lập trường riêng, có chính sách riêng và họ kiên định theo đường lối của người ta. Không có lung lay theo cái gọi truyền thông. Theo ý tao á, theo ý cá nhân của tao á, không quan hệ chiến lược. Không có. Không có quan hệ chiến lược. Đúng rồi. Nhưng phải bắt buộc phải di lý những tội phạm. Ừ. Vậy thì ok. Bởi vì khi anh gì? Anh á, mà anh đang cầm quan hệ chiến lược là thuộc về anh đồng minh của nó. Mà đồng minh thì luôn má, đánh chỗ nào bắt mình đi theo á, rồi đóng ngô phụ quá. Cái đợt Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam này á, là một sự kiện rất là quan trọng. Bởi vì Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam là một sự kiện rất là quan trọng. Bởi vì Biden rất giỏi và thông minh, vấn đề ông nhìn định được là ở Việt Nam có rất nhiều tập đoàn lớn và có nhiều cái dư địa để cho nhà đầu tư Mỹ sang Việt Nam đầu tư, cũng như ở Mỹ cũng có nhiều dư địa cho các tập đoàn lớn, rất nhiều tập đoàn lớn. Việt Nam có hàng chục tập đoàn lớn ở Việt Nam đầu tư sang Mỹ. Cái nữa là mục đích của một người lên làm tổng thống là người ta làm sao tạo ra nhiều công ăn. Cái cốt lõi của người Mỹ là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ. Mà Việt Nam bây giờ nhiều tập đoàn ở Việt Nam họ không những giàu có, lớn mạnh và vững chắc nữa. À, rất vững chắc. Như hôm qua con có nói chú đó. Mà làm ngắn thôi. Đó. Đó đi. Rồi đúng không? Cũng như nào thì sắp tới thì chủ yếu là sẽ quá kinh tế thôi. Ừ. Tôi chào mọi người nhé, để hai chú cháu cùng ăn nha.